ra ngoài sông thì là bay xuống sàn. Nó sẽ bay ngược ở đây bởi vì nó anh thấy ánh sáng ở đây đấy ạ. Các bạn có biết tại sao ở Việt Nam phóng sinh ở nước ngoài không phóng sinh không? Ở nước ngoài nhưng mà bắt sinh, chúng ta bắt cũng phải phóng sinh. Tốt nhất là không phải phóng sinh thì bắt nó nữa. Thực bạn xuống bò. Xin được. Hình như phải mở nắp trên hay sao ấy đúng không? Con nắp trên mở được. Nắp trên nó mở quay ngược lại cái lồng cho mở cửa trên trời nó bay cửa bên trên, cửa bên trên có băng dính. Đấy, đấy. Cái ngựa đấy. Wow, đẹp thế. Đấy, một con bay là theo. Chim này ở quê mình gọi là chim dứng. Hay gọi là chim gì? Bay ra ngoài với kêu. Ôi có một bé chân bị sao kìa. Không có bún ca đâu. Mấy bạn thích ở đây ăn uống luôn. Trong này bún ca có đồ ăn này. Hay mình để một số bạn ngủ lại đây. Trong sáng nay các bạn tự bay ra nhỉ. Không phải trả lông. Này chỉ có thò tay và ấy thôi. Không bạn cái chân bị đau. Chân bị sao rồi. Ra mà, ra đấy. Ra đấy, đây bún ca đấy. Ra đang ra gần nha. Đấy, ra rồi đấy. Đấy. Ra hết. Bạn chứ không bay được, cẩn thận ngã. Đang kia thì chân bị sao rồi? Ui ngã thế chưa? Rồi rồi. Rồi rồi. Bay được. Nó hay nhỉ? Đã mất. Còn một chú nữa. Liệu. Làm mình mất rồi. Chim nó thích nhất là tự do, được tự do là thích rồi. Và còn vẫn còn hai con. Bay xuống, không có bạn nào cả. Ok. Đạt chuẩn 100%. Thành công này. Anh ơi.